Đây cái con này là của trứng đây này. Vâng. Đấy. À. Vâng. Đấy. Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với clip của mình. Các bạn ơi, chỗ này là ta đang đứng là ở phố Cầu Đông. Đây là một cái con phố nhỏ mà cũng ngắn thôi, giáp với cả chợ Đồng Xuân các bạn này. Đây là chợ Đồng Xuân. Chợ Đồng Xuân thì lúc nào cũng bán hàng rất là tấp nập đấy các bạn. Con phố Cầu Đông này là cái phố mà đi thẳng ra nối giữa phố Nguyễn Thiện Thuận và phố Hàng Đường, phố Đồng Xuân ở đầu kia các bạn nhé. Đấy, ở đây thì có một cái con ngõ ẩm thực là ngõ Đồng Xuân các bạn ạ. Nó nằm ngang ở đây, có rất là nhiều quán ăn. Clip này thì mình muốn chia sẻ tới các bạn một quán ghẹ, quán ghẹ vỉa hè thôi các bạn nhé. Đây, quán ghẹ này thì cô cũng bán mấy chục năm nay rồi, cô chỉ bán vỉa hè thôi. Đây là một trong những cái nét ẩm thực của Hà Nội, ẩm thực vỉa hè mà mình muốn gửi tới các bạn. Thì bạn nào mà muốn ăn những món ăn vỉa hè, hải sản một chút thì chúng ta có thể là chúng ta tìm hiểu về quán ăn này. Đường Cầu Đông thì lúc nào nó cũng đông và tấp nập như này đấy các bạn. Bạn nào mà đi ô tô vào đây thì hơi khó nhá, bởi vì là chỗ này không có chỗ để xe ô tô. Mà lúc ấy mình phải ra cái phố Nguyễn Thiện Thuận ở chỗ kia, nó có một cái ngã ba khoảng trống ở giữa khá to. Thì mình để cái xe của mình ở đấy. Mình vào đây các bạn nhá. Chào chào cô. À, chào cháu. Cô đang làm cho khách đây cô. Cô đang làm cho khách. Cô vừa ra đây xong, cô vừa ra một lúc. Thế là cô bán từ mấy giờ? Cô bán từ 10 giờ cho đến 6, 7 giờ tối. Đây, lúc này mình cũng ra đây giờ khoảng tầm 11 giờ đấy các bạn. Vâng. Thì cô vừa mới bán xong. Một ngày cô có bán nhiều này không? Cô bán đắt hàng, bán được mấy chục cân. Ừ, thế thôi hả? Mấy chục cân, còn ngày trước chợ Đồng Xuân này, đợt nó xây lại cô bán ngoài Phùng Hưng ngày 60 cân. À, cô bán Phùng Hưng á? Ờ, không nhiều đâu. Vâng, thế cô bán Phùng Hưng là bao lâu rồi? Cô bán từ năm 95-96 giờ. Thế ngày, xưa, ngày xưa gánh răm, bắt đầu giờ ngồi ở đây. Ngày xưa gánh răm bắt đầu là đi hết phố phường, phố nào cũng có mặt hết rồi. Vâng. Bắt đầu về đây cô ngồi khoảng 10-20 năm nay ngồi đây rồi. À, thế cứ ngồi vỉa hè này đấy. Đấy, ngồi vỉa hè. Đây, vỉa hè chỗ này nói chung là chỗ của cô thì... Số 1 Cầu Đông. Số 1 Cầu Đông, vâng. Thế nhà cô ở có gần đấy không? Nhà cô ở trên chợ Hoa Quảng An. Thế ngày nào con đi? Con trên đấy, không, cô đi về đấy còn quê cô ở dãy Nam Định cơ. Vâng. Ở Nam Định Nghĩa Hưng đấy. Mẹ cô bảo quê cô lên như đây thì ghẹ ngon như thế này. Con xấu mà cô bán buffet hết. Vâng. Ở đây là ghẹ ngon, có luộc cô bán. Cô bán bảo hành 100%. Dạ. Ngon lắm, ừ. Bán đông rồi. Vâng. Mang về nhiều như vậy không ngon, con hỏng một con hai con ra đi cô đổ cho con khác. Dạ vâng. Đây chỗ này là luộc này. Đấy, luộc cho khách ăn đấy. À, cái phần bên trên là mình. Vâng, ai ăn được trần lại. Chín hết rồi cháu ạ, nhưng mà ai ăn được trần đâu. Dạ. Đây, ai ăn thì cô lại trần đấy, ai ăn cô trần. Đấy. Thế cũng ngon, bảo hành 100%. Chờ tí, khách đang đến đây. Đấy, có khách, có khách. Cô thấy cháu có duyên không? Có. Đến cái là cô có khách ngay nhá. Ngày nào khách vui cả vậy. Ê, em ơi, vào đây. Em còn gì em không hỏi chị. Đấy. Hôm nay không có được sửa cả bà ấy. Cái ngon không? Quá chắc, quá ngon. Em có kéo đâu nhỉ? Đây. Kẻ nhà ba nó không chê rồi. Đặt giấy của cháu. Con gái ăn to em vừa vừa á? Ăn con là chắc mà đấy rồi. Chắc nhá. Thỏ ơi, Thỏ ơi, chợ có hai giải đá nào? Ở đây là rẻ ngon nhất, nó thật, kể cả kéo đi chỗ nào cháu ăn cũng không bằng ở đây. Vâng. Vừa rẻ vừa ngon. Đây, làm thịt này. Này, thịt này. Này, thịt này. Ngon nhỉ. Này. Đấy. Ngon mà. Ăn con gái được rồi, con ăn đi. Được rồi, ngon lắm rồi. 100 con, mỗi ngày bọc mấy chục con. Vâng. Năm ngoái lúc kia nhá, con cánh ở Ninh Hiệp sang đây còn mua chúng con rồi. Mua đây mang đi nghỉ mát ăn cơ. Tật. Thế được à? Không nói rồi đâu. Kể con nhà cô. Vâng.
món của cô cũng mang ở đây đi nghỉ mát, đến một trận nóng ăn rất ngon. Vâng, một nhà bán được ngon sao. Chính là hay nhỉ, có khi hôm nào con lại đặt cô rồi đi chơi đi trước. Đây, có cho số điện thoại. Vâng. Mỗi một con này chắc là rơi vào khoảng tầm 2-3 lạng đấy cô nhỉ? Hơn. Ừ, hơn 3 lạng, có 5 lạng. Có con 1 cân cũng có. 1 cân mấy năm trước, mấy năm này ít hơn. Giờ cái to ít hơn. Vâng. Cái này là cô bán mỗi con này là bao nhiêu tiền đây? Con bé nhất là 80 đây. Đây, những con này 80 đây. Vâng. Có điều to tiền, bé tiền rồi. Đấy. Đây, 80 đây. Đấy, bé 80 đây. Thế mà con này to hơn thì bao nhiêu? To hơn 120. Vâng. Giá cả có thay đổi theo mùa không cô? Có. Bây giờ đầu năm ít hơn. Ừ. Đầu năm ít hơn, đắt hơn. Dạ. Mấy hôm nữa rẻ hơn. Ừ. Giờ đầu năm người ta ghét mà đánh bắt nó ít. Vâng. Đánh bắt nó ít hơn bây giờ. Bán ở chỗ này thì hơi chật nhỉ cô nhỉ? Chẳng sao, bên đường ngồi đây người ăn không sao. Đây người ngồi mà. Cô vẫn ngồi nhờ bên kia được mà. Có nghĩa là khách đến đây thì... Vâng. Đấy thì ở đây thì thực sự là cũng hơi chật chội một tí. Nhưng mà quán vỉa hè các bạn chỉ ạ. Chỉ một tí chưa thôi, một tí này hết xe ngay nữa mà. Vâng. Thế khách đến cô là thường chắc là ăn buổi trưa nhiều? Buổi trưa, buổi chiều. Vâng. Đấy. Ngõ Đồng Xuân các bạn thì cũng có một quán ghẹ cũng tương đương như thế. Thì mình cũng đã quay cái quán đấy rồi. Ở đây theo như mình được biết là có hai quán ghẹ. Còn quán của cô thì ngồi ở đây. Nói chung là ngồi chỗ nào thì nó cũng chật chội thôi các bạn, chứ nó cũng không rộng đâu. Mình đến đây mà, phố cổ mà, thì nếu mà các bạn thích cái không khí kiểu nó vỉa hè này một tí thì có lẽ là nó cũng không ảnh hưởng. Nhiều người ăn được mà, ngồi đến bên kia đông, thì ai chúng ta chúng người cũng được. Vâng. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô 65. Vâng. Cô một mình cô bán ở đây thôi hả? Có con cái bán có. Phụ cô thì không? Cô bán đây, con cô bán ngõ gạch, số 4 ngõ gạch. Cũng bán món này luôn có, hả? Bán nhiều thứ nữa. Tép rồi hàu sò, ống tôm, ống hương, rồi tôm hùm. À thế hả? Ở số 4 ngõ gạch. Cô ở số 1 Cầu Đông, tên cô là Tươi, ghẹ Tươi. Vâng. Lúc nào bán tươi không hiểu bán héo đâu. Ông cô nói thật, không dối đâu. Ngon, con cứ vậy con ăn ở trên mạng. Vâng. Sao cô không bán kèm cái gì cho nó đông khách cô? Bán mỗi món này không? Thôi, cứ ngồi vỉa hè đun nấu nướng nhiều thứ phải tối với cháu ạ. Còn ban ngày thì chỉ bán ghẹ với tôm không thôi. Vâng. Còn những thứ kia là cô bán tối, tối có chỗ nó rộng hơn. Đây, ghẹ này là ghẹ thịt này, còn ghẹ trường này là ghẹ trứng này. Ghẹ trứng là yếm nó cao hơn, đây. À, thế là cô ở đây cô bán vừa ghẹ thịt, ghẹ trứng. Cái thịt trứng. Đây là ghẹ trứng hả? Trứng đây, thịt đây. À, ghẹ trứng có phải là nó... Cái yếm cao hơn. Ừ. Cô cứ cái nó trứng. Cô bán bảo hành lắm, không bán đây đâu. Đấy, trứng này. Đúng rồi. Trứng đấy. Thế là giữa hai con ghẹ này thì giá cả nó như nào cô? Giá cả thì con này là 100, con này 120. Ừ, ghẹ trứng thì lại rẻ hơn ạ? Không, mấy con này là to hơn, nó theo nặng rồi. Cô mua hứng, cô bán mà, cô mua tận gốc, cô bán tận ngọn, cô bán rẻ là chứ nếu mà con nó mua đây bán làm sao được. Vâng, thế là giá cả nó chỉ theo kích cỡ thôi. Kích cỡ thôi, thì cô bán nó quen rồi. Vâng. Cô bán mắt cô khiến nhanh lắm. Vâng. Đây là trứng, đây nổi ra ngoài. Trứng này, nổi ra ngoài này. Trứng quá ngon. Ừ. Chắc như giò luôn. Vâng, giá rẻ nhất là 80, cao nhất chỉ 120. 120, 150 có. Vâng, có hay có loại nửa cân không cô? Nửa cân có, nhưng cô để thùng kia, nửa cân. Thế là ghẹ thì cô để cả bên kia nữa hả? Ừ. À. Đây cô để ở đây ạ. Vâng. Vâng. Thế là cứ bán hết bên kia thì cô lại hết gọi đấy. Ủa ở đây thùng một bọc trống nữa. Cô bán nhiều chứ bán ít chẳng đủ tiền ăn cơm. Cô bán rẻ mà, rẻ lắm bán đắt được. Vâng. Đây ngon chưa? Đây. Đây à. Đây kẻ to đây. Đấy, to chưa? Đấy, cô bảo hành 100% luôn. Vâng, nhìn cũng ngon nhỉ cô nhỉ? Chỗ này là họ hẹn rồi đấy 20 con. Vâng. Đấy, ai ăn ngày mai họ cho sinh nhật hay làm gì họ đặt nhận sớm rồi, cô nhận riêng là mấy chục con một. Còn cô ship đi, Bắc Ninh hôm qua ship, Bắc Ninh bao nhiêu mẹ ấy.
Vẫn toàn ship này. Vâng. Đây. Thế bây giờ là có nhiều người đặt ship cô không hay là chủ yếu là vẫn có ship là chính. Nè. À cô có cả visit luôn các bạn nhé. Đấy. Đây ship quay lên. Ăn ở đây ăn bao nhiêu? Dạ. Nắng là cô cứ ship nhiều. Vâng. Tỷ lệ ship là chiếm được một nửa không cô? Có ngày gần hết. Như hôm qua 2 giờ cô về rồi. Nhiều người ra bảo là cô bảo nó không nghỉ mà không, cô hết rồi. Hôm qua 2 giờ cô đã về rồi. Vâng. Thế hôm nào muộn nhất thì cô đến mấy giờ? 6 giờ. 6 giờ là không hết cũng về. Còn ngon cái này to này. Vâng. Đấy. To đấy. To nhỉ. Còn ngon nhiều. Con này mà. Thì cô bán bao nhiêu? 150. Con này là 150. Ừ. Lên lại cái cụ đi. Trứng đây, trứng yếm to đây. À trứng là đây này. Trứng đây cô cho cháu nhìn cái. À rồi. Có nghĩa là cái yếm này là to, cái này nó nhỏ rồi. Trứng đây. Có nhiều người thích ăn trứng không cô? Có chứ. Đấy các bạn thấy là ở đây thì hơi chật một tí các bạn nhé. Con to này á. Cháu ăn một con là chán. Nhé con ăn luôn có bẻ càng con ăn thử. Cái này chín rồi cô. Chín rồi. Vâng. Thôi để tí nữa xong hấp lại, cô hấp lại cho con ra nóng con ăn. Chật chội như thế này nhưng mà nó lại là cái hương vị của phố cổ đấy các bạn. Vâng. Nói chung là nó hơi khó chịu một tí các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy là những quán vỉa hè thì đấy, người ta cũng ăn kiểu như này thôi. Nhưng mà Ninh Hiệp, Tam Hiệp ăn có nấu đâu, ăn báo năm nay. Vâng. Thế là chính xác là cô bán từ năm nào? Tính xác năm 94, 95. Cô đã bán rồi, ngày xưa bán có 2.000 một con. Dần lên, thằng Trần Xuân cháy mà xây xong về đây cô bán 5.000, dần lên 7.000. Vâng. Đấy giờ ship người ta đấy, con to mày con bảo ngon. Vâng, mấy con này to hơn này. To nhiều, vâng. Đây là ship người ta. Sao cô không bày con to ra cho nhìn cho nó ngon cô? To nhưng mà đây tí là đấy. Vâng, đây là nước chấm hả? Nước chấm đây, cắt quất đã xong. Vâng, nước chấm này là cô pha những gì này, đấy? Cô pha này, nước sôi để nguội, nước mắm muối. Nước mắm là mắm rất ngon cơ, nó ngon. Vâng. Đây, nước chấm của cô hình như là trắng trắng hôm nay là... Ớt tỏi. À, ớt tỏi. Nào thế, cô lấy cho con một con ăn thử nào. Đây. Khi mà mình bán về hè này bất tiện nhất đó là gì cô? Bất tiện nhất là cái chỗ để xe nhiều, khách đông. Nhưng mà giờ khách đến đông là cô trả tiền cho người ta gửi ở bãi, ra ăn thoải mái luôn. Tiền à, xe là để tiện. Xe luôn bên đấy, này cô? Xe để hai bên đẩy này. Vâng. Xe cô giảm, tiền xe cô giảm. Thế hả? Vâng. Thế mỗi một khách đến đây thì thường là người ta ăn con như thế nào cô là vừa? Ví dụ như cháu ăn con như thế nào là vừa? Ăn khoảng 100 thôi. Khoảng 100 là vừa? Ừ. Ăn nhiều quá thì nó cũng... Không, có người ta ăn mấy con nhưng mà ngày trước thì người ta kiểu là nó thiếu chất gì. Thì vâng. Ăn 5 con, 3 con được giờ đủ chất, người ta ăn 2, 3 con đã là no rồi. Vì vâng. Kẹo cô nó nhiều thịt lắm, con ăn thử con biết được. Vâng. Nhiều thịt mà. Đấy, cô cho con một con. Ừ, vâng. Con ăn con trứng nhá hay thịt? Trứng nhá. Cô khuyên con nên ăn trứng hay ăn thịt nè? Tùy con ăn gì, thịt thịt nhiều thịt hơn. Nhiều thịt à? Thế thì cho con ăn con thịt đi. Ừ. Ăn nhiều thịt, nghe nhiều thịt là thích rồi đấy. Đấy. Đâu, để con xếp cho nào. Đây, đây. Đây, con ngồi đây. Ngồi đây cho nó. Vâng. Đấy, xe cho một tí, đầy xe nó ứng ngay nữa. Đấy, con ngồi đây. Đấy, bạn nào mà ăn nhà hàng quen rồi thì có không thể... Chưa. Vào nhà hàng á, vào hàng á. Con ghẹ này là bắt cô nhân viên, bắt tiền nhà chịu hết, cô đi chả mất gì. Đúng rồi, thì nó sẽ được rẻ hơn. Đấy, mình đang nói là bạn nào mà ngồi nhà hàng nhiều ngồi đây có thể hơi khó chịu. Nhưng mà nó lại có một cái cảm giác trải nghiệm. Ngày xưa mới đầu là ngại thật nhưng mà chắc một lần dần sau không thể đi chỗ khác được. Hiểu, nó rẻ quá. Rẻ mà ngon. Nhưng người bảo này, có ghẹ này kiểu gì mà ngon như thế này mà người ta cứ bảo thế nọ thế kia, ăn thì biết được. Các bạn là có sống thì mới được ngon được, không sống được ngon kiểu gì. Đúng rồi. Đây cô giữ chân càng như thế vẫn còn nguyên này này. Còn nguyên chứ. Nó nóng mực là nó gãy nó chết đấy. Vâng. Cái này, cô, nào... cái này là kiểu như là con hà biển nó bám này. Đây, đen đen là hà biển. Hà biển nó bám. Cái áo biển sống 100%. Nó không như cua nuôi, cái này không nuôi được. Cái này nó cũng biển 100%. Vâng. Đây là hà biển nó bám. Nè, cho con ăn luôn. Ngon lắm. Ăn luôn mà ngay. Vâng, con xin. Đây, ngon lắm các bạn. Này, con không cần bóc ấy, rút nó ra luôn. Này, được chưa? Đấy, rồi. Nó ngon lắm. Đây các bạn này. Còn thịt. Cũng khá là nhiều thịt đấy. Này, quá nhiều luôn ý. Nhà hàng có nguồn giao cho mọi người được này. Nguồn giao thằng bán lại cho các cháu cũng được này. Này. Ngon quá các bạn. Quá ngon. Nhưng mà sức con phải ăn 3-4 con này. Chẳng qua là cái này là như kiểu là ăn buổi trưa xong bắt đầu ra đây ăn thưởng thức ấy cô. À đúng rồi. Thế thôi thì ăn một con chứ ăn một con làm sao mà đủ được. Nhiều con cũng nhiều cả người có tiền người không tiền em ạ. Vâng. Nào thịt này, nào thịt xem. Đây cháu xin. Đây cô để cháu bóc cho. Đây bóc đấy. Đây các bạn này cái càng. À. Cũng rất là nhiều thịt đúng không các bạn? Quá nhiều thịt.
Thơm lắm. Thơm lắm. Này, gẹ sống này nhá, con về đây này. Đấy, kéo xiên vào mồm nó về này. Đấy, về này. Ừ. Đấy. Xong ngâm nước một tí một nó chết đi, xong bắt đầu nướng, hấp nó gãy càng. Nó không cho nó nóng ra càng nó gãy hết. Vâng. Phải xiên. Cô cháu bảo này cháu thấy là nhiều người ăn đồ biển ấy, người ta thích ăn kiểu là gia vị muối chanh. Cô cho con cái đấy đi. Nước chấm này của cô thì nó chua ngọt này, chua của quất. Có chút mì chính đúng không cô? Có mì chính với lại gia vị với mắm ngon là được. Cháu thì cháu thích cái kiểu là đây chanh gia vị quất. Cái gì cũng có. Cô có vài lát ớt không? Cô cho con vài lát ớt mà. Bạn nào mà thích ăn như mình thì các bạn có thể là gọi theo mình, còn nếu mà thích ăn theo cái hương vị của cô ấy thì các bạn cứ ăn theo cái nước chấm đấy. Đấy, cháu là cháu ăn thế này. Đây. Đây, cháu xin. Có cả bồ tạt đây. Có bồ tạt luôn ăn như. Có ngay. Đây, đúng đúng cái cháu thích rồi đấy. Cái gì cũng có. Đây, nhiều món ghẹ đây. Đây. Vâng. Đây. Thịt xem. Vâng. Con này của cháu là bao nhiêu đây? 80. Con này 80.000. À, con nhỏ đây này. Cái mai bé này. Con nhỏ mà. Đây. Đây. Ăn thịt thịt chưa? Vâng, nhiều thịt nhỉ. Đấy, ăn này để thưởng thức cho các bạn. Xong cái này có đổ nước mắm, nước súp ăn rất ngon. Vâng, cô có cái đĩa không? Cô cho con mượn cái đĩa. Vâng. Bây giờ dân ăn khô nắm, không ăn còn đâu mới bán được. Rẻ thì không ăn đâu. Vâng. Rất ngon, khô vừa rẻ vừa ngon. Đấy, cháu chấm thế này cháu mới thích nhỉ cô này. À, cháu cứ phải mặn và chua. Hà Nội hoàn toàn ăn mắm và úp vậy. Này thích ăn cái kiểu này à cô? Bằng nào mắm còn ít. Vâng. Ăn một con ghẹ tấm úp bằng bát ấy. Không, đúng là cháu nghĩ là nếu mà người ta ăn nhiều này thì cô mới làm vâng. Như thế để cho người ta ăn. Vâng, vâng, vâng. Hôm nay mình với cả Thắng thì đi vòng quanh phố cổ. Nên là biết quán cô thì cũng lâu rồi. Lần vâng. Trước là cũng quay một quán ở đầu kia. Nên biết quán cô lâu rồi cũng định làm thời gian nào đấy để chia sẻ thêm cho các bạn. Mình biết là rất là nhiều bạn thì cũng thích ăn cái kiểu vỉa hè như thế này. Nhà hàng thì cũng có thì nhiều rồi, hải sản ở nhà hàng thì cũng rất nhiều, nhưng mà vỉa hè này cũng là một cái hương vị trải nghiệm mới. Thì hôm nay lại quay lên cho các bạn để chia sẻ thêm. Đây con ở kia bên cái động đấy. Anh có ngồi hết bên đấy. Vâng. Nếu mà ngồi được bên đấy thì rộng quá. Cháu tưởng là nếu mà chỉ ngồi được mỗi ở bên này thôi không. Thì mà bên đấy đông, bên đấy thì nhiều. Vâng. Cô có cái bóp ghẹ không? Hay là chỉ có đập thôi? Đây. À đây, cho cháu mượn. Lắm rồi là nát. Đấy, rồi. Đó chỉ bóp vừa vừa thôi. Bóp mấy quá nó nát hết cả thịt. Thế là cô bán như thế này thì mấy hôm mà lạnh như thế này thì bán có như được những ngày nóng không? Không cứ được, có cái ngày mưa lắm à. Thế à? Nó tùy à? Tùy. Thế nóng lạnh nó không ảnh hưởng gì đến cái doanh thu số mình bán ra. Nóng thì được mua về nhiều hơn. Ừ. Người ta mua về nhiều, người ta mua về nhà, cả nhà đã ăn nhiều hơn. Từ ngày có ship về nhà làm cho. Ngày trước thì xe ôm cứ mỗi lần là phải ăn được gần tối là cô gọi điện thì mang gọi xe ôm, cô phải gọi xe ôm. Đó là họ vâng. Mang, họ mang lên cho người ta. Nhưng bây giờ không, giờ ship gọi em chỉ mấy phút tới nơi mà rẻ lắm. Vâng. Út ship, ship giờ đấy có đáng cái gì đâu mà. Nên nhiều kể cả 2-3 con cũng ship. Thế à? Không cần nhiều. Nhưng mà ship đi đâu thì cô ship? Đi đâu cũng được. Vâng. Mấy chục, kể cả mấy chục cây. Thế là cua này cô nhập hết chủ yếu là từ quê Nam Định à? Vâng, Nam Định quê cô mang đây rồi. Ừ, quê cô nó rẻ. Vâng, đúng rồi, Nam Định rẻ lắm, con lớn mà mua nó gửi lên. Ừ. Vâng, sáng là xe đồ 4 giờ sáng lên đây là ship mà. Chính là bến ra bát thì xe ôm mang vào nhà. Ở nhà có hấp cũng được, cũng đi chợ. Vâng. Cũng hàng cũng đã nhàn nữa mà. Ừ. Vì cái này nó ở biển, nó không ăn đất bẩn gì, ăn tôm té ở biển nó ăn sạch lắm. Cát nó bám mình vào đây mình xả nước một cái là hết luôn rồi. Chứ nó cũng không như thế là con cua. Vâng. Cua nuôi nó ăn nào khi gần như ghẹ ngon nhất. Thế là bao lâu thì cô lấy một lần? Ngày nào cũng một lần chứ. À. Ngày nào nó một lần, sáng là chiều tàu thuyền đêm nó về cái là con nó mua phải nó gửi xe lên. Ngày nào cũng là. Vâng. Cũng không có việc hay là có ngày khác nó nghỉ thôi, còn đại đa số của cô bán. Ở cái hàng này thì nó không như hàng khác mà nhập để cho mấy ngày thì nó à, không được, nó kém không, chất lượng ngay. Cô có ngày nào cô bán ở đây. Đây kể. Rất nhiều thịt luôn các bạn ạ. Ngon mà, nó ngon. Đầy thịt. Mình nghĩ rằng là cái hải sản này các bạn ạ, phải nói thẳng luôn là không thể so sánh được với khi các bạn ăn ngay tại biển. Mình cũng phải nói là như thế. Nhưng mà ở giữa Hà Nội mà ăn kiểu hải sản như này là tất cả chúng ta đều có thể là chấp nhận được. Nước chấm mà cô làm đây, mình nghĩ rằng cái nước chấm của cô làm nó không phù hợp với mình. Đặc trưng cái nước chấm của cô là nó ngọt ngọt, hơi chua của quất. Ở đây họ thích ăn mắm đấy. Vâng, đó nhưng mà mình thì mình lại thích ăn cái này. Khách của cô miền Nam thì ăn muối chanh gia vị.
À đúng rồi, nếu mà đúng rồi, cô mà có khách miền Nam thì có khách miền Nam anh thấy cô biết hết chứ, còn ở Hải Phòng hoàn toàn ăn chương trương với đường, ở Hà Nội toàn ăn nước mắm, mỗi nơi mà ăn khác. Cái gì cô cũng có. Ăn này mỗi tội là ăn cái chân này hơi lâu cô nhỉ. Nãy nó đỡ khô thì là bóc cái này nhanh nhất. À đâu ạ? Đây, không phải bẻ như kia, đút cái này nhanh mà. Bẻ cái khâu nó ra. Vâng, đây này. Đấy. À rồi, thế thì nhanh. Đấy. Đúng không? Thế nó đỡ ngại chứ ai mà không biết là cứ cắn vào. Đây, ở đây thì cô có cái vỏ bưởi. Chậu vỏ bưởi để cho mình rửa tay đây các bạn. Này lại phải sắm vỏ bưởi để rửa khách rửa tay nữa. Không bưởi không, mai cũng mua chanh. Vâng.